Tại kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, vừa qua đã thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án nhóm B quan trọng, trong đó có dự án cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên tuyến đường Hùng Vương và đường Lý Thái Tổ, được thông qua với tổng mức đầu tư trên 96,8 tỷ đồng. Trục đường Lý Thái Tổ, đường Hùng Vương, bắt đầu từ Điện Biên Phủ, nối mạch thẳng tới đường Bạch Đằng, là một trong những mạch giao thông xuyên suốt kết nối quận Hải Châu với các khu vực lân cận, gắn với hoạt động thương mại nhộn nhịp của hai chợ nổi tiếng là chợ Hàng và chợ Cồn. Hiện nay, nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật của các tuyến đường này đã xuống cấp, hư hỏng, làm ảnh hưởng đến việc sử dụng của người dân, du khách và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Trong buổi kiểm tra thực tế mới đây, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu cần chọn phương án tối ưu khi cải tạo hạ tầng thoát nước, hạ ngầm, cáp thông tin đường Hùng Vương và Lý Thái Tổ. Các bên phối hợp chặt chẽ, đồng thời hạn chế thấp nhất các thủ tục liên quan để sớm triển khai thi công dự án.